Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Hà. Mình thấy rằng là sau Tết thì có rất nhiều anh em có nhu cầu rằng là mua cho mình một chiếc điện thoại mới. Và trên rất nhiều các nhóm công nghệ thì thấy anh em cũng hỏi nhiều về chiếc điện thoại này, đó chính là chiếc Oppo Reno 5. Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn nói rằng là chiếc điện thoại này thực sự rất là đáng để các bạn là soi xét mua cho mình một chiếc điện thoại mới sau Tết, là đợt sau Tết 2021 này. Và chiếc điện thoại này tại sao mà đáng mua ấy, thì hãy cùng mình đi vào video ngày hôm nay nhé. Và với chiếc điện thoại là chiếc Oppo Reno 5 này ấy, thì mình đã có một cái thời gian trải nghiệm khá là dài rồi. Và trên kênh YouTube của Hoàng Hà ấy, thì mình đã có một cái bài đánh giá về chiếc điện thoại này, về những cái điểm yếu và điểm mạnh, các bạn có thể là tham khảo nhé. Còn trong video ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ chỉ nói về những cái điểm mà mình thấy rằng là chiếc điện thoại này đáng mua mà thôi. Đầu tiên ấy, thì mình sẽ kể về cái phần đó chính là phần màn hình, một cái phần mà mình thực sự rất là thích, với cái tần số quét là 90Hz và với cái tấm nền rất là ngon là AMOLED cho những cái màu sắc khi mà trải nghiệm là thực sự rất là tươi này, màu đen thì sâu. Và những cái trải nghiệm của mình đối với màn hình này là mình xem YouTube này và xem phim rất là nhiều thì chi tiết thì rất là nét này, màu sắc thì đẹp đó. Đầu tiên đó chính là về cái phần màu sắc. Còn tiếp theo ấy, thì chắc chắn mình sẽ kể tới đó chính là cái phần tần số quét lên tới là 90Hz cho những cái trải nghiệm đối với mình là chỉ một từ thôi, là hài hòa. Hài hòa về phần cân bằng giữa sự tiết kiệm pin, và tiếp theo đó chính là những cái sự trải nghiệm của mình đối với những cái phần tác vụ như là vuốt chạm này hay là đóng mở ứng dụng ấy, thì cực kỳ nhanh nhạy. Trong cái mức giá của nó ấy, là 7,5 triệu thì cái màn hình này mình không có gì để chê cả, và mình muốn nói rằng là trong cái mức giá thì cái màn hình của chiếc Oppo Reno 5 là best trong tầm giá thôi. Và cái điểm tiếp theo ấy, mình thực sự rất là thích trên chiếc máy này đó chính là về phần thiết kế của chiếc Oppo Reno 5 này đi. Thì các bạn có thể thấy như phần mặt lưng đằng sau này với màu sắc là Aura rất là đẹp này, trẻ trung và năng động. Và ngoài ra thì mình thấy rằng là cái kích thước sử dụng của nó cũng rất là tốt. Tuy được sở hữu một cái viên pin là 4300 mAh, nhưng mà mình cảm thấy rằng chiếc máy này rất là mỏng nhẹ này, cầm trên tay thì rất là sướng. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái phần màu sắc đi. Các bạn nào mà khi mà mình cầm chiếc điện thoại trên tay thì mọi người nhìn vào đều hỏi rằng đây là máy gì mà màu đẹp thế. Thì đây là màu sắc Aura này, khi mà ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ cho những cái phần biến đổi màu sắc rất là đẹp. Và về phần mặt lưng của chiếc máy chỉ được hoàn thiện là từ nhựa mà thôi, nhưng mà Oppo thì luôn biết cách làm cái chất liệu nhựa của họ trở nên là tốt hơn này. Và ngoài ra thì nó sẽ sang trọng hơn các thiết kế nhựa của những cái hãng khác. Phần khung viền cũng là nhựa thôi, nhưng mà các bạn có thể nhìn vào này, không ai biết được rằng khi mà nhìn xa thì đây là một chất lượng nó rẻ tiền, và nó có một cái lớp mạ màu bạc ở đây ấy, thì nhìn vào trông thì rất là sang như là kim loại. Và phần cuối cùng mình đi vào ấy, cái điểm mà mình rất là thích đó chính là về phần camera của chiếc Oppo Reno 5 này đi. Khi mà camera của chiếc điện thoại này thực sự rất là thông minh và đa dụng. Mình có dơ lên này, mình chụp thì rất là nhanh với tốc độ của nó. Và ngoài ra thì với chức năng là AI ấy, thì máy này nhận biết rất là thông minh. Khi mà mình chụp trong nhà ấy, thì cho ra ngay là điều kiện chụp trong nhà này. Chụp thực phẩm thì cho ra là thức ăn. Chụp ở những cái điều kiện là cảnh hay là ngoài trời ấy, thì nhận ra ngay là cảnh. Nên là cho những cái màu sắc của những bức ảnh cho ra thì rất là đẹp và tuyệt vời. Cả về phần màu sắc cũng là chi tiết của những cái bức ảnh cho ra thì mình đều để trên màn hình để các bạn có thể theo dõi nhé. Và ngoài ra thì các bạn cũng đã biết rồi, Oppo Reno thì được trang bị rất là nhiều những cái tính năng, lẫn là quay video và chụp ảnh. Ở quay video ấy, thì chúng ta có thể là quay video cả cam trước và cam sau để có thể là lưu giữ lại những cái kỷ niệm khi mà các bạn đi chơi này hay là vlog lại. Tiếp theo ấy, thì mình sẽ kể đến đó chính là cái chức năng chụp ảnh chân dung này, tách màu ra chụp thẻ rất là tuyệt vời. Và cuối cùng ấy, là một cái tính năng khá là tốt để các bạn có thể là sống ảo khi mà đăng hình lên Instagram hay là Facebook, đó chính là phần quay video gộp lẫn chủ thẻ và phần phông nền background đằng sau. Và mình nghĩ rằng là đây là một cái tính năng khá là độc để các bạn có thể là sống ảo và mang lại những cái sự khác biệt khi mà đăng lên mạng xã hội. Và đó là sự nhận xét của mình đối với camera. Chắc chắn là các bạn đã biết rồi đúng không? Rất là tốt về phần hình ảnh. Và một cái điểm mà mình sẽ chê chắc chắn đó chính là về phần quay video. Khi mà khả năng chống rung thì rất là tốt rồi, nhưng mà mình thấy rằng là khi mà hậu kỳ cái phần mà camera quay video của Oppo Reno 5 cho ra thì mình thấy rằng là hơi bị noi, kể cả trong cái điều kiện đầy đủ ánh sáng. Vì vậy mà mình thấy rằng là khá là khó chịu ở cái điểm quay video của chiếc điện thoại này. Và tổng kết lại thì đó là tất cả những cái điểm mà mình thấy là ưng ý này và thích thú ở trên chiếc điện thoại Oppo Reno 5 này, là về phần màn hình này, camera và cuối cùng là về phần thiết kế. Và mình ý, thì cũng khẳng định luôn là chiếc Oppo Reno 5 này thực sự rất là đáng mua trong phân khúc giá của nó, với cái mức giá sau khi trừ hết quà đi là 7,4 triệu, 7,5 triệu tại Hoàng Hà. Và link của sản phẩm thì mình cũng sẽ để bên dưới phần mô tả để các bạn có thể là tham khảo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.